bán nha. Quá vô. Có con sườn luôn. Tắm nước luôn. Xuống lúa mát luôn. Mát quá mát. Chứ rượu nước không chứ. Chổng đầu luôn. Nhiều quá bự luôn. Gió lạnh luôn. Quá đẹp sấy, quay cái sấy. Siêu mini. Bạn nó hiểm à. Quá dễ thương không? Yếu à. Quay không? Thả chưa? Thả hồi nãy đó. Lên quay cái gãy giấy rồi mới cặp lên. Trời. Gió mạnh quá. Vì chưa được hai gang tay nữa. Ba tắc rưỡi rồi. Rồi bức văn rồi chị ơi. Vừa bức văn rồi kìa. Bức văn rồi, bức văn rồi. Bức văn rồi, nó lạng rồi. Múa lửa rồi. Rồi. Cháy cháy. Vừa mình rớt kìa. Vừa mình rớt kìa, bức văn trong đó đó.
Ừ. Quá cỡ luôn, không cách luôn. Quá lớn. Đường gì yếu xìu mà tá cái gì. Quá trời mà gió. Rớt chưa? Rớt hết, chịu không nổi. Gió này gió lốc cái gì á, quá mạnh. Kêu rên hết luôn à. Gió ghê không? Dây bức bông gì nhào không lúc gió à, thôi gió à, hết biết gió. Rạp rạm luôn. Qua gió, qua gió. Đỉnh 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 rồi, bất bông luôn rồi, có sao bất bông sao rồi. Rất là ruộng kìa,
lại sao ơi, lại mày đúng á. Ừ trao lại cho con diều, cảm ơn rất nhiều. Quá to luôn à. Gió nó quạt à. Quá bự luôn nè. Được mất 6-7 gì nè. Tôi chẳng nằm cái đầu mình nha. Dân gì không kêu vậy. Tà tà hoa. Vậy kia có ai nữa? Vậy có ai ta?
này gió mà mưa rồi nha. Ba tắc rưỡi có dữ à, con này ngon à. Các bạn, hôm nay được bữa gió quá gió. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ chị nha. Gió quá khủng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.